đàn bà Cana thiết tha xin với Chúa là một loài tà quỷ ma ám hại người con gái bà. Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương xem. Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương em. Con xin tin nguyện cầu cùng Thiên Chúa là đấng luôn nhân hậu. Cao sâu thương xót ai kêu cầu, con xin tin nguyện cầu cùng Thiên Chúa là đấng luôn nhân hậu. Nơi Ngài thật giàu ơn cứu độ cho chúng dân hoàn cầu. Đàn bà Cana thiết tha xin Chúa thấu tình, vậy mà người lặng thinh buông lời như khinh nữ tỳ. Là vì nào ai đâu phung phí lương thực dành con cái. Lạy Ngài dầu thân ơi tôi tớ cũng hương nhờ phân dư. Con xin tin nguyện cầu cùng Thiên Chúa là đấng luôn nhân hậu. Tình Ngài hằng luôn mãi cao sâu, thương xót ai kêu cầu. Con xin tin nguyện cầu cùng Thiên Chúa là đấng luôn nhân hậu. Nơi Ngài thật giàu ơn cứu độ cho chúng dân hoàn cầu. Mây răng khấn xin Thiên Chúa vĩnh hằng, liệu được người nghe chăng sao đời gian nan chất nặng. Dù rằng tình con không cần xương nhưng nguyện lòng kiên vương, cậy Chúa là đấng luôn nhân hậu. Tình Ngài hằng luôn mãi cao sâu, thương xót ai kêu cầu. Con xin tin nguyện cầu cùng Thiên Chúa là đấng luôn nhân hậu. Nơi Ngài thật giàu ơn cứu độ cho chúng dân hoàn cầu. Nơi Ngài thật giàu ơn cứu độ cho chúng dân.